Công an quận Gò Vấp vừa phát hiện và bắt quả tang 30 con bạc đang say sưa sát phạt tại một căn nhà đường Phan Huy Ích, phường 12, quận Gò Vấp. Đây là nhà của đối tượng Nguyễn Văn Lai, sinh năm 1962, cũng là người đứng ra tổ chức sòng bạc. Trong đó, 3 nhà cái Huỳnh Tấn Tài sinh năm 1977, Võ Anh Khoa sinh năm 1980 và Nguyễn Thị Mộng Thu sinh năm 1987 có nhiệm vụ rủ dê các con bạc đến nhà của Lai tụ tập đánh bạc, thắng thua bằng tiền dưới hình thức bài cào ba lá. Tại cơ quan công an, Lai khai thu tiền sâu theo ván, trung bình mỗi ngày thu sâu từ 2 triệu đến 3 triệu đồng. Tang vật thu giữ gồm một bộ bài tây, 15 chiếc xe máy và gần 100 triệu đồng tiền mặt. Hiện, lực lượng chức năng đang tiếp tục sàng lọc, lấy lời khai các đối tượng trong sòng bạc để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.